tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Rủi ro hậu quả với Israel sau nỗ lực tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah. Iran cáo buộc Israel sử dụng bom Mỹ để tấn công Beirut. Israel tuyên bố giành chiến thắng bằng vũ lực. Tiết lộ bất ngờ về số phận thủ lĩnh tối cao Hezbollah. Theo tờ Jerusalem Post, cuộc không kích của lực lượng phòng vệ Israel IDF vào hôm 27 tháng 9 đã đánh dấu một sự kiện quan trọng trong cuộc xung đột dài dẳng giữa Israel và Hezbollah. Đến sáng ngày 28 tháng 9, IDF thông báo rằng cuộc tấn công này nhằm vào trụ sở của Hezbollah tại Beirut đã khiến thủ lĩnh Syed Hassan Nasrallah, người đứng đầu của nhóm trong suốt 32 năm, thiệt mạng. Điều này không chỉ tạo ra cú sốc cho Hezbollah mà còn mang lại những rủi ro và hậu quả tiềm ẩn to lớn đối với Israel và khu vực Trung Đông. Ông Hassan Nasrallah, kể từ khi trở thành lãnh đạo của Hezbollah vào đầu những năm 1990, đã trở thành một biểu tượng phản kháng Israel ở Trung Đông. Ông chịu trách nhiệm lên kế hoạch và thực hiện nhiều cuộc tấn công ở Israel. Dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh Hassan Nasrallah, Hezbollah không chỉ củng cố vị thế của mình như một lực lượng hùng mạnh trong khu vực, mà còn tham gia tích cực vào các cuộc xung đột với Israel, bao gồm cả cuộc giao tranh kể từ tháng 10 năm 2023 khi Hezbollah liên kết với Hamas. Ông Nasrallah không chỉ là thủ lĩnh quân sự của Hezbollah mà còn là người đứng đầu trong việc chỉ đạo các hoạt động chính trị và ngoại giao của tổ chức này. Việc ông Nasrallah thiệt mạng có thể gây xáo trộn cho Hezbollah, khiến tổ chức này mất đi một nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, cùng lúc đó, điều này có nguy cơ đẩy Hezbollah vào thế phản ứng quyết liệt hơn để bảo vệ uy tín và sự tồn tại của mình. Hậu quả và rủi ro đối với Israel. Jerusalem Post cho rằng, sự ra đi của ông Nasrallah có thể coi là một chiến thắng chiến thuật đối với Israel, nhưng nó đồng thời cũng đặt quốc gia này trước nhiều rủi ro. Việc tiêu diệt thủ lĩnh của một phong trào lớn như Hezbollah không chỉ gây chấn động cho khu vực mà còn tạo ra nguy cơ phản ứng quân sự từ Hezbollah, Iran và các nhóm liên kết khác. Hezbollah có thể quyết định đáp trả bằng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel. Một trong những kịch bản xấu nhất là Iran cho phép Hezbollah và các lực lượng đồng minh như Houthi ở Yemen thực hiện các cuộc tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái vào bên trong Israel. Nếu điều này xảy ra, Israel sẽ phải đối mặt với tình trạng căng thẳng nghiêm trọng, buộc nước này phải tăng cường hệ thống phòng thủ và chuẩn bị cho các cuộc xung đột lớn hơn. Một khả năng khác là các thành viên của Hezbollah cùng những lực lượng liên kết khác trong khu vực sẽ tiến hành các cuộc tấn công có chủ đích và tạo ra các sự cố quân sự tự phát ở các khu vực như Judea và Samaria, đẩy Israel vào tình thế phải đối phó với nhiều mặt trận cùng một lúc. Ngay sau khi cuộc không kích diễn ra, tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Heji Halevi, tuyên bố rằng Israel đã chuẩn bị sẵn sàng cho các bước tiếp theo. Tướng Halevi khẳng định rằng không chỉ có chiến dịch ám sát ông Nasrallah được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ lâu, mà Israel còn đang duy trì sự sẵn sàng tối đa trên tất cả các mặt trận. Các lữ đoàn bộ binh đã được triển khai đến Bộ Tư lệnh phía Bắc để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống gia tăng nào có thể xảy ra từ phía Hezbollah và các lực lượng ủng hộ họ. Điều quan trọng là lực lượng phòng vệ Israel IDF không chỉ tập trung vào các biện pháp phòng thủ mà còn sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công bổ sung nếu cần thiết. Việc triển khai các lữ đoàn bộ binh đến Judea và Samaria cũng như khả năng tiến hành chiến dịch quân sự trên bộ ở Liban cho thấy rằng Israel đang tính toán nhiều kịch bản khác nhau để đối phó với mối đe dọa từ phía Bắc. Jerusalem Post lưu ý, mặc dù sự kiện này có thể khiến tình hình khu vực trở nên căng thẳng hơn, nhưng cũng có tiềm năng mở ra những cơ hội mới với Israel. Việc tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah và các chỉ huy cấp cao khác của nhóm có thể làm suy yếu lực lượng này, tạo ra không gian cho các cuộc đàm phán khu vực nhằm giảm bớt căng thẳng và thậm chí đạt được một thỏa thuận toàn diện. Tuy nhiên, thành công của bất kỳ giải pháp ngoại giao nào sẽ phụ thuộc vào việc Hezbollah sẽ phản ứng như thế nào trước cú sốc này và liệu phong trào này có sẵn sàng điều chỉnh chiến lược của mình hay không. Phía Hezbollah chưa xác nhận về số phận của thủ lĩnh. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết rằng, ngay trong sáng ngày 27 tháng 9, Israel đã sử dụng một số tên lửa phá bom ke nặng hơn 2 tấn do Mỹ chuyển giao để tấn công các khu dân cư ở Beirut. Theo Reuters, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã cáo buộc Israel sử dụng một số quả bom phá bom ke của Mỹ để tấn công Beirut vào ngày 27 tháng 9. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Trung Đông, nhà ngoại giao này cho biết, ngay trong sáng ngày 27 tháng 9, Israel đã sử dụng một số tên lửa phá bom ke nặng hơn 2 tấn do Mỹ chuyển giao để tấn công các khu dân cư ở Beirut. Một quan chức cấp cao của Israel bình luận, các chỉ huy cấp cao của Hezbollah là mục tiêu trong cuộc không kích của Israel vào trụ sở chính của nhóm này ở vùng ngoại ô Beirut ngày 27 tháng 9,
nhưng vẫn còn quá sớm để nói rằng cuộc tấn công đó đã tiêu diệt được thủ lĩnh Hezbollah Seyed Hassan Nasrallah hay không. Nói chuyện với báo giới khi được hỏi liệu cuộc tấn công của Israel ngày 27 tháng 9 có sát hại Nasrallah hay không, quan chức này chia sẻ, tôi nghĩ còn quá sớm để nói, nhưng bạn biết đấy, đó là vấn đề thời gian. Đôi khi họ che giấu sự thật khi chúng tôi thành công. Khi được hỏi phải mất bao lâu để xác định số phận của Nasrallah, vì quan chức cấp cao của Israel cho biết, chắc chắn nếu ông ta còn sống, bạn sẽ biết ngay lập tức. Nếu ông ta đã không còn, thì có thể mất một thời gian. Người này cũng khẳng định, điều quan trọng nhất mà chúng tôi đang cố gắng làm là cố gắng loại bỏ một nửa năng lực, tên lửa và rocket mà họ đã xây dựng trong 30 năm qua với Iran chỉ trong vài giờ, và chúng tôi đã làm được. Theo AFP, cũng trong ngày 27 tháng 9, hàng nghìn người Iran đã biểu tình tại thủ đô Tehran và các thành phố khác để lên án cuộc tấn công của Israel vào Liban và Gaza. Những người biểu tình mang theo chân dung của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cũng như cờ Palestine và Hezbollah hô khẩu hiệu Israel bị tiêu diệt, Liban chiến thắng. Những người biểu tình cũng đốt cờ Israel và Mỹ. Trước đó, vào ngày 25 tháng 9, quan chức Iran đã kêu gọi cả nước biểu tình để ủng hộ phong trào Hezbollah ở Liban. Hezbollah là một phần của trục kháng chiến, bao gồm các nhóm vũ trang liên kết với Iran trên khắp Trung Đông. Thủ tướng Israel nhấn mạnh phải loại trừ Hamas khỏi nỗ lực tái thiết Gaza, đồng thời khẳng định Israel sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động chống lại Hezbollah cho đến khi đạt được các mục tiêu. Ngày 27 tháng 9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu gây chú ý tại khóa họp 79 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, ông khẳng định Israel đang tìm kiếm hòa bình nhưng sẽ chưa dừng các cuộc tấn công hiện nay. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Netanyahu một lần nữa nhấn mạnh phải loại trừ phong trào Hồi giáo Hamas khỏi nỗ lực tái thiết giải Gaza. Liên quan đến căng thẳng với phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban, nhà lãnh đạo Israel khẳng định Israel sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động chống lại lực lượng này cho đến khi đạt được các mục tiêu. Trước đó cùng ngày, ông Netanyahu cho biết đội ngũ của ông đã nhóm họp để trao đổi đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn với Hezbollah và sẽ tiếp tục thảo luận trong những ngày tới. Các phát biểu của Thủ tướng Netanyahu được đưa ra trong bối cảnh Israel đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Liban. Các cuộc tấn công xảy ra giữa những lo ngại cho rằng có thể bùng phát một cuộc xung đột khu vực quy mô lớn. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mô tả về cuộc gặp với ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump. Tôi đã có một cuộc họp rất hiệu quả với ông Donald Trump. Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 27 tháng 9 đã cho biết ông đã có một cuộc họp rất hiệu quả tại New York với ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump. Ông Zelensky và ông Trump đều đồng ý rằng cuộc xung đột kéo dài 2 năm rưỡi phải được chấm dứt. Trên mạng xã hội X, ông Zelensky mô tả về cuộc gặp, tôi đã có một cuộc họp rất hiệu quả với ông Trump. Tôi đã trình bày với ông ấy kế hoạch chiến thắng và chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng về tình hình ở Ukraine, hậu quả của cuộc xung đột đối với người dân của chúng tôi. Nhiều chi tiết đã được thảo luận. Chúng tôi chia sẻ quan điểm chung rằng cuộc xung đột ở Ukraine phải được chấm dứt và người dân Ukraine phải chiến thắng. Trước đó, phát biểu họp báo cùng Tổng thống Zelensky trước cuộc gặp tại New York, ông Trump cho biết sẽ làm việc với cả Ukraine và Nga để chấm dứt xung đột giữa hai quốc gia. Phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang North Carolina ngày 26 tháng 9 theo giờ địa phương, ông Trump cũng cho rằng Ukraine nên nhượng bộ một chút để xoa dịu Moscow và tránh một cuộc xung đột đẫm máu với quốc gia láng giềng, điều mà ông cho là không cần thiết xảy ra. Theo Sputnik News, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 26 tháng 9 cho biết quyết định có nên trao đổi bất kỳ vùng lãnh thổ nào của Ukraine chấm dứt xung đột đang diễn ra hay không tùy thuộc vào Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Kirby khẳng định Tổng thống Zelensky không nhận chỉ đạo từ Mỹ theo cách này hay cách khác trong đàm phán về lãnh thổ. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 26 tháng 9 đã công bố một loạt biện pháp trợ giúp Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Trong đó có việc triệu tập một cuộc họp cấp cao với sự tham gia của 50 đồng minh của Kiev tại Đức vào tháng tới để phối hợp viện trợ. Ngoài biện pháp trên, ông chủ Nhà Trắng cũng thông báo các khoản viện trợ quân sự gần 8 tỷ đô la Mỹ
cho quốc gia Đông Âu này. Trong một tuyên bố, ông Biden nói, tôi sẽ triệu tập một cuộc họp cấp lãnh đạo nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tại Đức vào tháng tới để phối hợp với các nỗ lực của hơn 50 quốc gia ủng hộ Ukraine trong việc phòng thủ chống lại cuộc xung đột với Nga. Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine là một liên minh bao gồm 32 quốc gia thành viên, tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu Âu EU cùng nhiều quốc gia khác đã tổ chức cuộc họp hàng tháng kể từ giữa năm 2022 để tổ chức hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Moscow có thể phá hoại ngầm các căn cứ của Mỹ nếu Ukraine được phép tấn công sâu hơn vào bên trong nước Nga, tờ New York Times đưa tin. Các cơ quan tình báo Mỹ đã cảnh báo rằng Moscow có thể trả đũa trực tiếp những người ủng hộ phương Tây của Kiev nếu họ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công sâu vào bên trong nước Nga. Theo đánh giá tình báo được tờ báo dẫn trích, các nhà phân tích tin rằng ngay cả khi Ukraine được phép sử dụng tên lửa do phương Tây cung cấp một cách tự do, điều này cũng sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến cuộc xung đột do lượng tên lửa hạn chế. Hơn nữa, các cuộc tấn công ban đầu, Nga có khả năng sẽ di rời các chức năng quan trọng ra khỏi tầm bắn, khiến Kiev khó đạt được bất kỳ mục tiêu quân sự nào. Bên cạnh đó, quyết định như vậy sẽ là một canh bạc rủi ro cao và nó có thể dẫn đến các cuộc tấn công gây tử vong các loại tài sản quân sự của Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Theo đánh giá, các phản ứng tiềm tàng của Nga có thể bao gồm từ các hành động gia tăng đốt phá và phá hoại nhắm vào các cơ sở ở châu Âu cho đến các cuộc tấn công có khả năng gây tử vong vào các căn cứ quân sự của Mỹ và châu Âu. Các quan chức Mỹ được cho là sẽ tin rằng nếu Moscow quyết định trả đũa, họ có khả năng sẽ thực hiện bí mật thay vì thông qua các cuộc tấn công công khai để giảm nguy cơ xảy ra xung đột rộng lớn hơn. Mỹ và các đồng minh cũng đã cung cấp cho Ukraine 3 hệ thống tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất, Storm Shadows của Anh và tên lửa SCALP của Pháp. Kiev đã nhiều lần sử dụng các tên lửa này để nhắm vào Crimea và các khu vực khác đã sát nhập của Nga. Kiev đã kêu gọi Mỹ và các đồng minh dỡ bỏ hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu hơn vào Nga. Phương Tây viện dẫn những lời hạn chế này để tuyên bố rằng họ không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột trong khi cung cấp cho Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin lập luận rằng động thái như vậy sẽ trực tiếp khiến cho Mỹ và NATO tham gia vào cuộc xung đột công khai chống lại Moscow, vì Kiev dựa vào việc nhận được tọa độ mục tiêu cho vũ khí chính xác từ quân đội Mỹ. Trước đó, ông cũng đã khuyên các thành viên NATO nên nhận thức được những gì mà họ đang chơi đùa, cảnh cáo rằng một phản ứng có thể sẽ liên quan đến việc trang bị vũ khí chính xác tầm xa cho các đối thủ của phương Tây. Ngoài ra, theo các bản cập nhật được đề xuất trong học thuyết hạt nhân của Nga được công bố hôm 25 tháng 9, Moscow sẽ coi hành vi xâm lược chống lại Nga của bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào với sự tham gia hoặc hỗ trợ từ một quốc gia hạt nhân là cuộc tấn công chung có thể vượt qua ngưỡng hạt nhân. Tuần này, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày cái gọi là kế hoạch chiến thắng của mình với Mỹ, hy vọng sẽ thuyết phục được Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Trước đó, Anh và Pháp đã chỉ ra rằng họ đã chuẩn bị cho phép Ukraine tự do sử dụng tên lửa hành trình tầm xa của họ, nhưng trước tiên phải có sự cho phép của Washington. Israel đã từ chối các lời kêu gọi toàn cầu về một lệnh ngừng bắn với phong trào Hezbollah. Bất chấp áp lực từ đồng minh lớn nhất là Washington, Israel cũng cho biết Mỹ đã chấp thuận gói viện trợ quân sự mới cho họ. Theo Bộ Y tế Liban, một cuộc không kích vào Beirut đã khiến cho 2 người thiệt mạng và 15 người bị thương kể từ đầu tuần. Tổng số người thiệt mạng đã vượt quá 600. Israel đã tấn công khoảng 220 mục tiêu của Hezbollah chỉ trong một ngày. Hezbollah cho biết cuộc không kích đã sát hại người đứng đầu một trong những đơn vị không quân của Hezbollah, Mohammad Suru. Chỉ huy cấp cao mới nhất của Hezbollah bị nhắm là mục tiêu trong nhiều ngày. Các thủ lĩnh bậc cao nhất của nhóm đã bị sát hại. Ở phía biên giới Israel với Liban, quân đội đã tổ chức một cuộc tập trận quy mô mô phỏng cuộc xâm lược trên bộ, một giai đoạn tiếp theo có thể xảy ra sau các cuộc không kích liên tục và các vụ nổ thiết bị liên lạc. Không quân Israel đang có kế hoạch hỗ trợ quân đội trong trường hợp có một hoạt động trên bộ và sẽ ngăn chặn mọi hoạt động chuyển giao vũ khí từ Iran. Tư lệnh không quân Thiếu tướng Tomaba cho biết vào cuối ngày thứ Năm, Israel đã tuyên bố sẽ bảo vệ miền Bắc của mình và đảm bảo sự trở về của hàng nghìn công dân đã sơ tán kể từ khi Hezbollah phát động chiến dịch tấn công xuyên biên giới vào năm ngoái để ủng hộ cho các chiến binh Hamas ở Gaza. Khi hạ cánh tại Mỹ để phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói với các phóng viên rằng
quân đội sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah bằng toàn lực và chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu của mình. Trước hết là đưa người dân miền Bắc trở về nhà an toàn. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Israel Katz cho biết trên X của mình rằng sẽ không có lệnh ngừng bắn ở miền Bắc. Lập trường của Israel đã dập tắt hy vọng về một giải pháp nhanh chóng sau khi Thủ tướng Liban Najib Mikati, người có chính phủ bao gồm các thành phần của Hezbollah, đã bày tỏ về một lệnh ngừng bắn. Mỹ cảnh báo nguy cơ xung đột. Bất chấp lập trường của Israel, Mỹ và Pháp vẫn tìm cách duy trì triển vọng về một lệnh ngừng bắn 21 ngày, ngay lập tức mà họ đề xuất hôm 25 tháng 9, và cho biết các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục, bao gồm cả đàm phán về bên lề cuộc họp Liên Hợp Quốc tại New York. Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby đã nói trong một cuộc họp báo hôm 26 tháng 9 rằng Israel đã được thông báo đầy đủ và nhận thức đầy đủ về mọi từ ngữ trong đề xuất ngừng bắn và các đồng minh hy vọng rằng đề xuất này sẽ được xem xét nghiêm túc. Mỹ là đồng minh lâu năm và là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Israel. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông không tin rằng việc Israel từ chối là quyết định chắc chắn. Sẽ là một sai lầm của Thủ tướng nếu ông từ chối vì ông ấy sẽ phải chịu trách nhiệm về tình hình leo thang trong khu vực. Ông Macron nói với các phóng viên ở Canada, chúng tôi sẽ làm mọi cách để đảm bảo đề xuất này được chấp thuận và đồng thời cho biết thêm rằng Pháp đã sẵn sàng triệu tập một cuộc họp mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thông qua đề xuất này. Các quan chức Mỹ và Israel, bao gồm cả đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Brett McGurk, đã có cuộc thảo luận hôm 26 tháng 9 tại New York. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Bộ Chiến lược Israel Ron Dermer. Tại London, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo rằng có nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện ở Trung Đông, nhưng vẫn có thể đạt được giải pháp ngoại giao. Ông Austin nói, vì vậy chúng tôi xin nói rõ rằng Israel và Liban có thể chọn một con đường khác, bất chấp sự leo thang mạnh mẽ trong những ngày gần đây, giải pháp ngoại giao vẫn khả thi. Trong bài phát biểu tại Hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 27 tháng 9 theo giờ Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định lực lượng phòng vệ Israel IDF sẽ không ngừng các hoạt động quân sự nhằm vào nhóm Hezbollah trên lãnh thổ Liban cho tới khi những công dân ở khu vực miền Bắc Israel trở về nhà an toàn. Thời báo Israel dẫn lời ông Netanyahu nói, chúng tôi có mọi quyền được loại bỏ những mối đe dọa từ Israel và đưa các công dân trở về nhà an toàn. Đây là chính xác những gì chúng tôi đang làm. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm suy yếu Hezbollah cho tới khi đạt được tất cả các mục tiêu. Thời báo Israel cho biết, phát biểu của Thủ tướng Israel được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông bác bỏ một thỏa thuận ngừng bắn do Pháp và Mỹ đề xuất, có nội dung xoay quanh các cuộc không kích do lực lượng phòng vệ Israel thực hiện nhằm vào nhiều mục tiêu Hezbollah ở Liban những ngày gần đây là dấy lên lo ngại rằng có thể bùng phát một cuộc giao tranh khu vực quy mô lớn. Lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố, các chiến cơ của họ hôm 27 tháng 9 đã thực hiện cuộc không kích nhằm vào một sở chỉ huy ngầm của Hezbollah nằm ở khu vực ngoại vi thủ đô Beirut, Liban. Một quan chức lực lượng phòng vệ Israel giấu tên nói với thời báo Israel, cuộc không kích được thực hiện nhằm vào lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah, người được cho là có mặt bên trong sở chỉ huy ở thời điểm đó. Tôi khó có thể tưởng tượng việc Nasrallah có thể thoát chết trong một vụ không kích như vậy. Một nguồn tin thân cận Hezbollah nói rằng, vụ không kích trên của Israel đã đánh sập tới 6 công trình và có thể đây là cuộc tấn công mạnh mẽ nhất lực lượng phòng vệ Israel tiến hành ở Beirut kể từ tháng 10 năm 2023 đến nay. Hãng tin Al Jazeera của Qatar dẫn lời Ngoại trưởng Iran Seyyed Abbas Arachi nhận định, loại vũ khí mà lực lượng phòng vệ Israel sử dụng lần này là một số quả bom chuyên dùng để phá bom ke do Mỹ sản xuất với trọng lượng lên tới 2.300 kg một quả. Trong một diễn biến đáng chú ý, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã bắn một tên lửa đạn đạo và một thiết bị bay không người lái UAV vào sâu lãnh thổ Israel. Người phát ngôn của Houthi Yahya Saria cho biết, lực lượng này đã thực hiện chiến dịch quân sự nhắm vào một mục tiêu của Israel ở khu vực Jaffa, Tel Aviv, sử dụng tên lửa đạn đạo. Ngoài ra, Houthi cũng tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV và một mục tiêu quan trọng khác của Israel ở thành phố ven biển Ashkelon của Israel. Trước đó, thủ lĩnh lực lượng Houthi đã tuyên bố nhóm này sẽ không ngần ngại ủng hộ Liban và Hezbollah trong trường hợp giao tranh qua biên giới giữa Hezbollah và Israel gia tăng. Theo ông Saria, hai vụ tấn công trên được thực hiện vào đêm ngày 26 tháng 9 theo giờ địa phương và đã nhắm trúng mục tiêu thành công. Người phát ngôn này đồng thời cho biết Houthi sẽ tiếp tục tấn công vào các mục tiêu của Israel để hỗ trợ những người anh em ở Palestine và Liban.
Người phát ngôn của Houthi cũng xác nhận lực lượng này đã sử dụng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV tấn công 3 tàu khu trục của Mỹ ở Biển Đỏ. Kể từ tháng 11 năm 2023, Houthi đã tấn công các tàu thuyền trên Biển Đỏ bằng UAV và tên lửa, tuyên bố đây là hành động ủng hộ người Palestine sau khi xung đột bùng phát tại dải Gaza giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel. Hezbollah có thể dùng chiến thuật phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái UAV mà Nga sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine để áp đảo hệ thống phòng không Israel. Đây là thông tin được tờ Wall Street Journal công bố. Theo tờ báo, ngoài hệ thống phòng không, các mục tiêu tấn công của Hezbollah còn có căn cứ quân sự quan trọng, cảng và lưới điện của Israel. Nhận định của Wall Street Journal được đưa ra sau khi Israel triển khai không kích quy mô lớn vào Liban vào ngày 23 tháng 9 nhằm tiêu diệt các mục tiêu của Hezbollah. Theo giới chức y tế Liban, các cuộc không kích của Israel đã khiến 558 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải chạy trốn. Nhiều thông tin cho rằng Israel sắp tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào miền nam Liban để đẩy lùi nhóm vũ trang Hezbollah. Thực tế, Hezbollah được đánh giá là nhóm vũ trang đáng gờm nhất thế giới. Theo đánh giá hồi tháng 3 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, Hezbollah được cho là đã tích trữ số lượng lớn tên lửa với con số từ 120.000 đến 200.000. Ông Mursab Kassemdian, giảng viên tại Khoa Chính trị và Nghiên cứu Quốc tế Đại học South London, từng nhận định Hezbollah có khả năng tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Israel, bao gồm đường xá, địa điểm quân sự và sân bay. Ông Kassemdian nói, những cuộc tấn công kiểu này sẽ là một phần trong loạt phóng tên lửa kéo dài và có khả năng là cả bầy đàn UAV nhằm áp đảo hệ thống vòng sắt của Israel và khiến một số mục tiêu quan trọng tại Israel dễ bị tấn công. Do đó, cuộc xung đột sẽ gây ra tổn thất nặng nề không chỉ cho Liban mà còn cả Israel. Hồi tháng 6, chia sẻ với hãng tin CNN, giới chức Mỹ và Israel cũng cho hay Hezbollah có khả năng sẽ phá hủy hệ thống phòng không, vòng sắt ở phía bắc Israel trong cuộc tấn công quy mô lớn sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác. Điều này tương tự như việc Nga phóng loạt tên lửa và UAV tấn công cơ sở hạ tầng ở Ukraine mà trong một số trường hợp đã áp đảo hệ thống phòng không Ukraine. Các nhà phân tích còn cho rằng Hezbollah còn có thể học hỏi được kinh nghiệm quý báu khi hợp tác với quân đội Nga ở Syria. Viện Chính sách Cận Đông Washington nhận định trong một báo cáo hồi tháng 8, Hezbollah dường như đã học được khá nhiều từ quân đội Nga, bao gồm khả năng tiến hành cuộc tấn công cơ động. Trước đó vào tháng 11 năm 2023, chính phủ Mỹ nghi ngờ tập đoàn lính tư nhân Wagner có thể đang chuẩn bị cung cấp cho Hezbollah các hệ thống phòng không Panzer-1 của Nga. Phía Nga và nhóm vũ trang Hezbollah chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Giữa bối cảnh xung đột Israel-Hezbollah leo thang trong thời gian gần đây và có nguy cơ lan rộng ra khắp khu vực, giải pháp đàm phán hòa bình hay một cuộc tấn công trả đũa đều buộc Iran phải trả một cái giá đắt. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 24 tháng 9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã chỉ trích các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza, đồng thời nhấn mạnh Iran cần một câu trả lời từ Tel Aviv sau khi Liban phải hứng chịu những đợt không kích dữ dội trong những ngày qua. Tuy nhiên, thay vì tuyên bố sẽ trả thù, Tổng thống Pezeshkian bày tỏ thiện chí tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho tất cả mọi người và không có ý định xung đột với bất kỳ quốc gia nào. Đồng thời cho biết, sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với phương Tây nhằm xoa dịu nỗi lo ngại của các nước này về nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh hạt nhân ở khu vực Trung Đông. Trước đó, trong ngày 23 tháng 9, Tổng thống Pezeshkian cũng nói với báo giới tại New York rằng Israel đang tìm cách lôi kéo Iran vào một cuộc chiến tranh. Nhưng Iran sẵn sàng xoa dịu căng thẳng với Israel và hạ vũ khí nếu Israel cũng làm như vậy. Giống như nhà lãnh đạo Iran, các quan chức cấp cao khác của Tehran và các chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC cũng bất ngờ tỏ ra kiềm chế khi nhắc đến ý định đáp trả Israel. Điều đáng chú ý là ngay cả Đại giáo chủ Khamenei cũng không đề cập đến bất kỳ kế hoạch trả thù hay đe dọa nào đối với Israel. Trong cuộc gặp với những phát biểu cho các cựu chiến binh vào tuần này, một điều được xem là khá bất thường đối với ông Khamenei. Theo BBC, dù Iran đã trang bị vũ khí, tài trợ và huấn luyện binh sĩ cho cả hai nhóm vũ trang Hamas và Hezbollah, nhưng giới lãnh đạo Tehran coi Hezbollah như một hàng rào phòng thủ nhằm ngăn chặn xung đột tràn qua biên giới Iran. Tuần trước, đại sứ Iran tại Liban, ông Mostaba Amani đã bị thương nặng khi máy nhắn tin của ông phát nổ tại đại sứ quán ở Beirut. Hàng ngàn máy nhắn tin và bộ đàm khác do các thành viên của Hezbollah sử dụng cũng phát nổ trong hai vụ tấn công khiến tổng cộng 39 người thiệt mạng. Iran đã đổ lỗi cho Israel nhưng không đưa ra lời đe dọa trả đũa ngay lập tức.
Động thái này trái ngược với những gì đã diễn ra vào tháng 4 vừa qua, khi Iran đã phóng hàng trăm máy bay không người lái UAV và tên lửa vào lãnh thổ Israel trong đêm, nhằm đáp trả cuộc tấn công vào lãnh sự quán Iran tại Damas, khiến 8 chỉ huy cấp cao của lực lượng Quds thiệt mạng. Sau đó, Iran cũng tuyên bố sẽ trả đũa sau khi đổ lỗi cho Israel về vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran vào cuối tháng 7, mặc dù nước này vẫn chưa thực hiện bất kỳ hành động nào. Chia sẻ với BBC, một cựu chỉ huy của IRGC giấu tên cho biết, việc liên tục đe dọa Israel mà không thực hiện đã làm tổn hại thêm uy tín của lực lượng này trong số những người ủng hộ ở Iran và các lực lượng ủy nhiệm ở nước ngoài. Nhiều nhà quan sát lập luận rằng có vẻ như Iran đang lo ngại rằng việc tấn công Israel có thể gây ra phản ứng quân sự của Mỹ, kéo đất nước này vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Với nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lệnh trừng phạt của Mỹ và tình hình bất ổn trong nước, một cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ nhằm vào IRGC có thể làm suy yếu thêm bộ máy an ninh của Iran và khiến những thế lực đối lập nổi dậy một lần nữa. Tuy nhiên, việc Iran kiềm chế không can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột giữa Hezbollah với Israel có thể gửi đi một tín hiệu xấu tới các đồng minh khác trong khu vực rằng, trong thời điểm khủng hoảng, Tehran đã ưu tiên sự sống còn và lợi ích của chính mình hơn lợi ích của họ. Nhà báo Jiyagon của BBC nhận định, điều này có thể làm suy yếu ảnh hưởng của Iran trong các liên minh và trên khắp khu vực. Bình luận với Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia INSS có trụ sở tại Israel ngày 26 tháng 9, nhà nghiên cứu Galia Levy, phó giám đốc Trung tâm Chính sách Israel Trung Quốc tại quỹ Diane and Guilford Glaser cho rằng, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông và các cuộc xung đột leo thang giữa Israel và Liban, Trung Quốc đã có những bước đi ngoại giao đáng chú ý. Cụ thể, tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York của Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã gặp người đồng cấp Liban và bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ đối với chủ quyền, an ninh của Liban. Trong cuộc trao đổi này, nhà ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh rằng Bắc Kinh sẽ luôn ủng hộ những người anh em Ả Rập của mình, đồng thời chỉ trích các hành động bạo lực, đặc biệt là cuộc không kích của Israel vào Liban, mà ông gọi là vi phạm các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế. Theo nhà nghiên cứu Levy, Trung Quốc, dù không công khai đề cập đến Hezbollah, đã lên án mạnh mẽ việc gây tổn hại đến dân thường. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng bày tỏ sốc trước số lượng thương vong lớn và kêu gọi tất cả các bên liên quan nhanh chóng hạ nhiệt căng thẳng. Tuyên bố này phản ánh một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Bắc Kinh tại khu vực Trung Đông, nơi mà lợi ích của Trung Quốc phức tạp và đa chiều. Một trong những lý do chính mà Trung Quốc tuyên bố ủng hộ Liban là vì Bắc Kinh cần một Trung Đông ổn định để duy trì dòng chảy thương mại qua khu vực này. Với sáng kiến vành đai và con đường BRI, Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng và các tuyến đường thương mại đi qua Trung Đông. Một khu vực bất ổn có thể làm gián đoạn dòng chảy năng lượng và thương mại mà Trung Quốc phụ thuộc. Cùng với đó, Trung Quốc cũng muốn định vị mình là một lựa chọn thay thế cho các quốc gia tại Trung Đông thông qua việc thúc đẩy các sáng kiến ngoại giao như sáng kiến an ninh toàn cầu. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã thực hiện nhiều nỗ lực để tham gia tích cực hơn vào các hoạt động ngoại giao khu vực, bao gồm cả việc làm trung gian cho các thỏa thuận hòa bình và thương mại. Tuy nhiên, Trung Quốc đã gặp phải thách thức trong việc bảo vệ lợi ích kinh tế của mình tại Trung Đông. Những biến động trong năm qua đã chứng tỏ rằng Bắc Kinh chưa thực sự sẵn sàng hoặc không thể ứng phó với các xung đột khu vực một cách hiệu quả. Điều này đặt Trung Quốc vào tình thế phải khôi phục lại vị thế và hình ảnh của mình, đặc biệt là trong mắt công chúng Ả Rập. Những tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có thể được xem là một phần của chiến lược này nhằm khẳng định lại vai trò của mình như một cường quốc có trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Sau khi không kích trụ sở của Hezbollah tại ngoại ô thủ đô Beirut của Liban vào tối ngày 27 tháng 9, một quan chức xác nhận với tờ The Times of Israel rằng các cuộc không kích nhắm vào thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, người được cho là đang ở trung tâm chỉ huy vào thời điểm đó. Quan chức này nói, thật khó để tưởng tượng ông này có thể sống sót sau một vụ không kích như vậy. Thông tin trên các phương tiện truyền thông Israel trích dẫn đánh giá ngày càng chắc chắn rằng ông Nasrallah đã thiệt mạng trong cuộc không kích vào trụ sở nằm dưới lòng đất. Cuộc tấn công đã làm rung chuyển thủ đô Beirut và khói dày đặc bốc lên trên thành phố. Có nhiều thông tin về thương vong trong các cuộc không kích liên tiếp. Một nguồn tin khác cho biết, các cuộc không kích của Israel đã san bằng 6 tòa nhà ở Beirut. Đây là một cuộc tấn công nặng nề nhất vào Beirut trong gần một năm xung đột giữa Hezbollah và Israel. Các cuộc tấn công này đã sử dụng các quả bom có tổng trọng lượng lên đến hàng chục tấn chất nổ. Theo hãng tin Reuters, các quan chức cấp cao của Hezbollah thường tập trung tại địa điểm vừa bị Israel tấn công. Nêu rõ tính chất đặc biệt của cuộc tấn công này, phát ngôn viên quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, đã phát biểu vài phút trước cuộc không kích. Ông Hagari nói rằng, trung tâm chỉ huy được xây dựng bên dưới các tòa nhà dân cư ở khu vực ngoại ô Dahiyeh,
một thành trì của Hezbollah tại Beirut. Ông không đề cập đến việc thủ lĩnh Nasrallah có phải là mục tiêu hoặc có hiện diện tại địa điểm này hay không. Sau cuộc tấn công này, Israel vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc không kích vào các tòa nhà mà họ cho là có chứa vũ khí hiện đại và trung tâm chỉ huy của Hezbollah. Hình ảnh từ Beirut cho thấy cảnh tàn phá diện rộng tại hiện trường. Israel đã loại bỏ phần lớn giới lãnh đạo cấp cao của nhóm Hezbollah trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, ngay sau các cuộc không kích nói trên, các nguồn tin của AFP và Reuters nói rằng ông Nasrallah vẫn còn sống, trong khi Reuters dẫn lời một quan chức an ninh Iran nói rằng Tehran đang kiểm tra thông tin. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với Hezbollah cho biết thủ lĩnh Hassan Nasrallah vẫn bình an vô sự sau cuộc không kích quy mô lớn của Israel vào khu vực ngoại ô phía nam Beirut. Khi nghe tin về cuộc không kích, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã rời khỏi cuộc họp báo với các phóng viên Israel sau bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Netanyahu sau đó tuyên bố ông sẽ cắt ngắn chuyến thăm Mỹ và trở về Israel vào lúc 3 giờ sáng theo giờ Israel. Văn phòng của ông công bố một bức ảnh cho thấy ông phê duyệt cuộc không kích từ phòng khách sạn của mình tại New York trước khi ông phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Một quan chức Mỹ nói rằng Israel đã thông báo cho Mỹ về cuộc không kích sau khi các máy bay đã xuất kích và chiến dịch đã được thực hiện. Theo một phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nói chuyện với người đồng cấp Israel Yoav Gallant khi chiến dịch đang diễn ra. Phát ngôn viên Sabrina Singh tuyên bố, Mỹ không tham gia vào chiến dịch này và chúng tôi không được thông báo trước. Xung đột giữa Israel và Hezbollah đã gia tăng mạnh mẽ trong những tuần gần đây, khi các cuộc không kích của Israel tuần này đã khiến 700 người ở Liban thiệt mạng. Tình trạng gia tăng căng thẳng đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột thậm chí còn tàn khốc hơn giữa hai bên. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngay trước cuộc không kích, Thủ tướng Israel ông Netanyahu nói, khi mà Hezbollah chọn con đường xung đột, Israel không có lựa chọn nào khác và Israel có quyền loại bỏ mối đe dọa này, đưa người dân của chúng tôi trở về nhà an toàn. Israel đã chịu đựng tình huống không thể chịu đựng này gần một năm. Hôm nay, tôi đến đây để nói rằng đã đủ rồi. Trước đó ngày 27 tháng 9, quân đội Israel khẳng định họ rất tự tin vào khả năng của quân đội để thực hiện một cuộc tấn công trên bộ, sau kinh nghiệm mà các binh sĩ có được trong 11 tháng qua tại cuộc chiến ở dải Gaza. Quân đội Israel thông báo họ đã lên kế hoạch tấn công trên bộ ở Liban. Các kế hoạch bao gồm các hoạt động ở các khu vực gần biên giới cũng như sâu bên trong Liban. Tuy nhiên, các quan chức đã nói rằng họ muốn một cuộc tấn công trên bộ như vậy kết thúc càng nhanh càng tốt. Hezbollah có thể dùng chiến thuật phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái UAV mà Nga sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine để áp đảo hệ thống phòng không Israel. Đây là thông tin được tờ Wall Street Journal công bố. Theo tờ báo, ngoài hệ thống phòng không, các mục tiêu tấn công của Hezbollah còn có căn cứ quân sự quan trọng, cảng và lưới điện của Israel. Nhận định của Wall Street Journal được đưa ra sau khi Israel triển khai không kích quy mô lớn vào Liban vào ngày 23 tháng 9 nhằm tiêu diệt các mục tiêu của Hezbollah. Theo giới chức y tế Liban, các cuộc không kích của Israel đã khiến 558 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải chạy trốn. Nhiều thông tin cho rằng Israel sắp tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào miền nam Liban để đẩy lùi nhóm vũ trang Hezbollah. Thực tế, Hezbollah được đánh giá là nhóm vũ trang đáng gờm nhất thế giới. Theo đánh giá hồi tháng 3 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, Hezbollah được cho là đã tích trữ số lượng lớn tên lửa với con số từ 120.000 đến 200.000. Ông Mursab Kassemdian, giảng viên tại Khoa Chính trị và Nghiên cứu Quốc tế Đại học Soar London, từng nhận định Hezbollah có khả năng tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Israel, bao gồm đường xá, địa điểm quân sự và sân bay. Ông Kassemdian nói, những cuộc tấn công kiểu này sẽ là một phần trong loạt phóng tên lửa kéo dài và có khả năng là cả bầy đàn UAV nhằm áp đảo hệ thống vòm sắt của Israel và khiến một số mục tiêu quan trọng tại Israel dễ bị tấn công. Do đó, cuộc xung đột sẽ gây ra tổn thất nặng nề không chỉ cho Liban mà còn cả Israel. Hồi tháng 6, chia sẻ với hãng tin CNN, giới chức Mỹ và Israel cũng cho hay Hezbollah có khả năng sẽ phá hủy hệ thống phòng không, vòm sắt ở phía bắc Israel trong cuộc tấn công quy mô lớn sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác. Điều này tương tự như việc Nga phóng loạt tên lửa và UAV tấn công cơ sở hạ tầng ở Ukraine mà trong một số trường hợp đã áp đảo hệ thống phòng không Ukraine. Các nhà phân tích còn cho rằng Hezbollah còn có thể học hỏi được kinh nghiệm quý báu khi hợp tác với quân đội Nga ở Syria. Viện Chính sách Cận Đông Washington nhận định trong một báo cáo hồi tháng 8, Hezbollah dường như đã học được khá nhiều từ quân đội Nga, bao gồm khả năng tiến hành cuộc tấn công cơ động. Trước đó vào tháng 11 năm 2023, Chính phủ Mỹ nghi ngờ tập đoàn lính tư nhân Wagner có thể đang chuẩn bị cung cấp cho Hezbollah các hệ thống phòng không Panzer-1 của Nga. Phía Nga và nhóm vũ trang Hezbollah chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.
Ngày 27 tháng 9, quân đội Israel IDF tuyên bố đã tiến hành một cuộc không kích vào trụ sở chính của Hezbollah ở vùng ngoại ô Dahiyeh của thủ đô Beirut, Liban. Theo các nguồn tin, một vụ nổ lớn đã san phẳng các tòa nhà ở khu vực này. Cuộc tấn công diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố trước Liên Hợp Quốc rằng chiến dịch chống Hezbollah của Israel sẽ tiếp tục và IDF thông báo đang tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Liban. Không lâu trước vụ nổ, hàng nghìn người đã tụ tập ở vùng ngoại ô này để dự đám tang của ba thành viên Hezbollah, bao gồm một chỉ huy cấp cao đã thiệt mạng trong các cuộc không kích trước đó. Hiện vẫn chưa có thông tin về thương vong trong cuộc không kích. Người phát ngôn của IDF, chuẩn đô đốc Daniel Haggadi cho biết, vụ tấn công nhằm vào trụ sở chính của Hezbollah nằm bên dưới các tòa nhà dân cư. Đài truyền hình Al-Mana của Hezbollah đưa tin, có 4 tòa nhà đã bị phá hủy hoàn toàn trong vụ nổ, làm rung chuyển các ngôi nhà cách Beirut khoảng 30 km về phía bắc. Israel đã tăng cường đáng kể các cuộc không kích tại Liban trong tuần này. Bộ trưởng Y tế Liban Firas Abiad cho biết, ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào sáng sớm ngày 27 tháng 9, nâng tổng số người thiệt mạng ở Liban trong tuần này lên hơn 720 người. Theo hãng tin CNN, lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố, vụ tấn công vào ngày 26 tháng 9 được tiến hành theo các thông tin tình báo chính xác. Không quân Israel đã tấn công và tiêu diệt Muhammad Hussein Suru tại Beirut, Liban. IDF cáo buộc Suru là thành viên lâu năm của Hezbollah, người đã thúc đẩy và thực hiện một số cuộc tấn công bạo lực nhằm vào dân thường Israel và binh lính IDF bằng máy bay không người lái UAV và thiết bị nổ. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã phê duyệt hoạt động ám sát này khi ông đang thực hiện chuyến bay tới New York để tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Sau đó, vào đầu giờ sáng ngày 27 tháng 9, Hezbollah xác nhận chỉ huy Suru đã thiệt mạng, song không nêu chi tiết về hoàn cảnh xung quanh cái chết của ông này. Hezbollah cho biết, ông Suru bị sát hại trên đường đến Jerusalem, ám chỉ những người đang chiến đấu để hỗ trợ người dân ở dải Gaza. Trong khi đó, Bộ Y tế Liban thông báo, trong đợt không kích trên, các chiến đấu cơ Israel còn tấn công vào một tòa nhà ở vùng ngoại ô phía nam Beirut được gọi là Dahiyeh, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Theo hãng tin CNN, vị trí bị tấn công là Haaretz Harayit ở Dahiyeh, một khu vực đông dân cư và có sự hiện diện đông đảo của các thành viên thuộc nhóm vũ trang Hezbollah. Quân đội Israel cho biết thêm, đã tấn công khoảng 220 mục tiêu của Hezbollah ở Liban trong ngày 26 tháng 9, bao gồm các cơ sở hạ tầng, bệ phóng và kho vũ khí. Ngoài ra, Hezbollah cũng đã bắn hơn 150 quả đạn pháo, khiến còi báo động ở Israel liên tục vang lên. Hezbollah đã lên tiếng xác nhận thực hiện một số cuộc tấn công vào miền bắc Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV. Hồi tuần trước, một cuộc tấn công của Israel vào một tòa nhà dân cư ở ngoại ô phía nam Beirut đã khiến hơn 50 người thiệt mạng, bao gồm chỉ huy đơn vị tinh nhuệ của Hezbollah Ibrahim Akil. Còn vào ngày 25 tháng 9, Hezbollah xác nhận một chỉ huy cấp cao khác là Ibrahim Muhammad Kubaisi cũng đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel. Ngày 26 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng hiện có nguy cơ xảy ra chiến tranh tổng lực giữa phong trào Hezbollah ở Liban và Israel, song vẫn còn cơ hội cho giải pháp ngoại giao. Phát biểu sau cuộc gặp người đồng cấp Anh và Australia tại London, ông Austin nhận định một cuộc chiến tranh quy mô lớn có thể gây tổn thất nặng nề cho cả Israel và Liban. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, tôi không muốn nói rõ rằng Israel và Liban vẫn có thể chọn một con đường khác, mặc dù căng thẳng đã leo thang nghiêm trọng trong những ngày gần đây. Song, giải pháp ngoại giao vẫn khả thi. Khi được hỏi về làn danh đỏ đối với sự hỗ trợ của Mỹ cho Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định Washington sẽ không thay đổi cam kết giúp Israel tự vệ và bảo vệ lãnh thổ của nước này. Trong một diễn biến có liên quan, cùng ngày, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết họ đang tiến hành các cuộc tấn công vào thủ đô của Liban. Truyền thông Liban đưa tin, cuộc không kích của Israel đã đánh trúng một tòa nhà ở vùng ngoại ô phía nam Beirut, đồng thời cho biết thêm rằng các cơ quan cứu trợ khẩn cấp đang khắc phục hậu quả của cuộc tấn công này. Thưa quý vị, theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Thủ tướng Australia, 12 nước và khu vực gồm Mỹ, Australia, Canada, Liên minh châu Âu EU, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Anh, Qatar đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh tình hình giữa Liban và Israel kể từ ngày 8 tháng 10 năm 2023 là không thể chấp nhận được, làm dấy lên nguy cơ gia tăng bạo lực lan rộng hơn trong khu vực.
tuyên bố khẳng định thực tế này không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai, kể cả người dân Israel lẫn người dân Liban. Tuyên bố cũng nhấn mạnh đã đến lúc phải tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để giúp người dân ở cả hai bên chiến tuyến được trở về nhà an toàn. Tuy nhiên, ngoại giao không thể thành công trong bối cảnh xung đột này gia tăng. Vì vậy, 12 nước và khu vực kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong 21 ngày trên khắp biên giới Liban-Israel để tạo không gian cho ngoại giao hướng tới việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao phù hợp với Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và thực hiện Nghị quyết 2735 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến lệnh ngừng bắn ở Gaza. Tuyên bố có đoạn, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên, bao gồm cả chính phủ Israel và Liban, ngay lập tức chấp thuận lệnh ngừng bắn tạm thời, phù hợp với Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong thời gian này và tạo cơ hội thực sự cho một giải pháp ngoại giao. Sau đó, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ toàn diện mọi nỗ lực ngoại giao để tiến tới việc ký kết một thỏa thuận giữa Liban và Israel trong thời gian này, dựa trên những nỗ lực trong nhiều tháng qua nhằm chấm dứt hoàn toàn cuộc khủng hoảng này. Trước tình hình giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah của Liban gia tăng nhanh chóng trong vài ngày qua, với thương vong dân thường lớn, buộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đêm qua phải tiến hành thêm một cuộc họp khẩn. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an vào rạng sáng ngày 26 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đưa ra lời kêu gọi ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah khi Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel tuyên bố một cuộc đổ bộ vào Liban là có thể. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói, địa ngục đang mở ra ở Liban. Tôi khẩn cầu Hội đồng Bảo an cùng hành động để giúp dập tắt ngọn lửa đang cháy. Các bên xung đột phải ngay lập tức trở lại lệnh ngừng bắn và tái thực hiện đầy đủ các nghị quyết 1559 và 1701. Dân thường phải được bảo vệ, luật pháp quốc tế phải được tôn trọng. Đối với tất cả các bên, chúng ta hãy cùng nhau lên tiếng rõ ràng, hãy ngừng thương vong và phá hủy, giảm bớt lời lẽ đe dọa, lùi lại khỏi bờ vực, phải tránh một cuộc giao tranh toàn diện bằng mọi giá. Chắc chắn đó sẽ là một thảm họa toàn diện. Liban, Israel và thế giới không thể để Liban trở thành một Gaza khác. Theo người đứng đầu Liên Hợp Quốc, đường ranh giới xanh, biên giới Israel và Liban đã chứng kiến căng thẳng trong nhiều năm qua. Nhưng một năm trở lại đây, kể từ khi xung đột ở dải Gaza nổ ra, giao tranh giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah của Liban đã mở rộng về phạm vi, mức độ và cường độ. Hàng trăm người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương ở Liban trong vài ngày qua đang là đỉnh điểm của sự gia tăng căng thẳng. Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood cũng nhấn mạnh vào những vi phạm của nhóm vũ trang Hezbollah đối với Nghị quyết 1559 về việc tích lũy vũ khí, Nghị quyết 1701 về sự giao tranh xuyên biên giới kể từ tháng 10 năm 2023 đến nay. Đại diện của Mỹ cảnh báo một cuộc xung đột toàn diện có thể xảy ra nếu các bên không chấp nhận đề xuất ngừng bắn để đối thoại. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết, ngoại giao không phải là điều không thể tránh khỏi. Một giải pháp ngoại giao thực sự có thể thực hiện được. Trong những ngày gần đây, chúng tôi đã làm việc với các đối tác Mỹ của mình về đề xuất ngừng bắn tạm thời trong 21 ngày để cho phép đàm phán. Đề xuất sẽ sớm được công bố chi tiết và chúng tôi tin tưởng rằng cả hai bên sẽ chấp nhận và không chậm trễ để bảo vệ dân thường và cho phép các cuộc đàm phán ngoại giao bắt đầu. Bộ Y tế Liban cho biết, ít nhất 492 người đã thiệt mạng và 1.645 người khác bị thương sau khi Israel không kích vào các mục tiêu của Hezbollah ở nước này. Đây là số người thiệt mạng hàng ngày cao nhất ở Liban kể từ khi cuộc nội chiến 1975-1990 kết thúc. Theo BBC và The Guardian, hàng chục nghìn người đã chạy khỏi các thị trấn và làng mạc ở Nam Liban, dọc theo con đường hướng về thủ đô Beirut khi Israel mở đợt tấn công dữ dội nhất trong gần một năm xảy ra xung đột xuyên biên giới. Theo Bộ Y tế Liban, trong số những người thiệt mạng có 35 trẻ em và 58 phụ nữ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay, quân đội nước này đã thay đổi sự cân bằng an ninh dọc biên giới phía Bắc. Phát biểu trong một cuộc họp an ninh diễn ra vào hôm 23 tháng 9, nhà lãnh đạo này tuyên bố, tôi đã hứa rằng chúng tôi sẽ thay đổi sự cân bằng an ninh, sự cân bằng quyền lực ở phía Bắc và đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm. Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF, Trung tướng Hershi Halevi nói, quân đội Israel đang chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo ở Liban và ông sẽ giải thích thêm sau. Về cơ bản, chúng tôi đang nhắm vào cơ sở hạ tầng chiến đấu mà Hezbollah đã xây dựng trong 20 năm qua. Điều này rất quan trọng. IDF cho biết đã tấn công 1.300 mục tiêu của Hezbollah và đó là cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào nhóm vũ trang ở Liban này kể từ khi cuộc xung đột ở dải Gaza nổ ra vào tháng 10 năm 2023 khi Hezbollah bắt đầu các cuộc tấn công vào Israel để hỗ trợ Hamas. Israel đã không kích vào thung lũng Beka, mở cuộc tấn công trên không thứ hai vào thủ đô Beirut
của Liban trong vòng một tuần và không kích có giới hạn ở vùng ngoại ô Dahiyeh. Truyền thông Israel đưa tin, mục tiêu của cuộc không kích là Ali Kazaki, chỉ huy quân sự số 3 của Hezbollah, dù nhóm này cho biết ông đang ở một địa điểm an toàn và không bị thương trong cuộc tấn công. Theo TOI, người dân Israel đã phải ẩn nấp khi Hezbollah nã hơn 200 quả rocket vào nước này chỉ trong ngày 23 tháng 9, kích hoạt báo động ở Bắc Israel gần Haifa và xa hơn ở phía Nam, song không gây ra thương vong lớn. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Israel đã tổ chức một cuộc họp báo trên truyền hình, trong đó một phát ngôn viên của lực lượng này tuyên bố họ đã chuẩn bị cho cuộc xâm chiếm trên bộ vào Liban nếu cần thiết. Tướng Daniel Hagari nhắc lại rằng Israel không muốn xung đột, nhưng sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo an ninh ở biên giới phía Bắc của đất nước này. Trước tình hình Israel liên tục không kích Liban nhằm thay đổi cán cân sức mạnh trong khu vực, Nga và Mỹ đã kêu gọi các bên hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Theo Times of Israel, trong ngày 24 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã thực hiện 3 đợt không kích diện rộng tại Liban, bao gồm một cuộc tập kích tại thủ đô Beirut nhằm tiêu diệt một thủ lĩnh phụ trách đơn vị tên lửa của Hezbollah. Các quan chức của Tel Aviv tiết lộ, các mục tiêu của việc không kích là làm thay đổi cán cân sức mạnh trong khu vực thông qua việc phá hủy các phương tiện quân sự của Hezbollah và nhiều biện pháp khác. Nguồn tin của Times of Israel cho biết, chúng tôi đang nối tiếp các chiến dịch tiêu diệt chỉ huy Hezbollah Ibrahim Aquin. Tel Aviv có hai mục tiêu chính, đầu tiên là thể hiện sự răn đe trước Hezbollah và đảm bảo người dân Israel có thể trở về nhà. Mục tiêu thứ hai là làm suy yếu trục Iran. Một quan chức khác nói rằng, lực lượng phòng vệ Israel sẽ dừng chiến dịch nếu Hezbollah đáp ứng yêu cầu của Tel Aviv, đồng thời bao gồm việc rút khỏi biên giới phía Bắc của Israel. Quan chức này nói, đối phương biết rõ yêu cầu của chúng tôi. Nếu họ không thực hiện, chiến dịch của IDF sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo. Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bày tỏ sự quan ngại của Nga về tình hình ở Liban. Ông Peskov kêu gọi các bên kiềm chế, nhấn mạnh không được để xung đột lan rộng ra toàn bộ khu vực Trung Đông. Về phía Mỹ, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan khẳng định, chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn đang nỗ lực để tìm cách giảm căng thẳng tại biên giới Israel-Liban, đồng thời muốn Tel Aviv tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn với Hamas. Ông Sullivan cho biết, Tổng thống Joe Biden vẫn chưa bỏ cuộc, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực để ngăn cản cuộc khủng hoảng ở Trung Đông. Tổng tham mưu trưởng Israel, Trung tướng Hezi Halevi cho biết, quân đội nước này đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ vào Liban. CNN dẫn thông cáo báo chí của quân đội Israel cho hay, Tổng tham mưu trưởng Halevi đã nói với các binh sĩ khi đến thăm khu vực biên giới phía Bắc đất nước vào ngày 25 tháng 9. Các bạn thường nghe thấy tiếng máy bay phản lực trên cao. Chúng ta đã tấn công cả ngày rồi. Điều này vừa để chuẩn bị tiền đề cho cuộc đột kích có thể xảy ra, vừa nhằm tiếp tục làm suy yếu Hezbollah. Đây là lần thứ hai trong ngày 25 tháng 9, một vị tướng hàng đầu của Israel tuyên bố về khả năng xảy ra chiến dịch tấn công trên bộ vào nước láng giềng. Trước Tổng tham mưu trưởng Halevi, Thiếu tướng Ori Gordin, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Bắc Israel, cũng yêu cầu binh lính phải chuẩn bị đầy đủ cho hành động. Tuyên bố mới được đưa ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo sẽ triệu tập hai lữ đoàn dự bị vì cuộc xung đột với nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah thân Iran ở Liban. Trích tuyên bố của IDF, việc triển khai quân dự bị sẽ cho phép chúng ta tiếp tục nỗ lực chiến đấu chống Hezbollah, bảo vệ các công dân Israel và tạo điều kiện để người dân ở miền Bắc đất nước trở về nhà an toàn. Tuần trước, quân đội Israel tiết lộ đang điều chuyển sư đoàn tinh nhuệ số 98 từ dải Gaza đến khu vực biên giới phía Bắc đất nước. Khi đến thăm lữ đoàn 7 ở miền Bắc Israel, Thiếu tướng Gordin nhấn mạnh, các hoạt động quân sự ở Liban đã đến giai đoạn khác và quân đội cần sẵn sàng cho chiến dịch. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant vào ngày 24 tháng 9 cũng ám chỉ khả năng tiến công trên bộ vào Liban. Ông Gallant nói với các binh sĩ, các bạn cần hiểu rằng có thể đến lúc chúng tôi ra lệnh và hệ thống sẽ phải tiến lên, vì vậy phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngày 25 tháng 9, lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, một nhóm dân quân thuộc dòng Hồi giáo CIA đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhắm vào một địa điểm quan trọng ở Eilat, thành phố cảng miền Nam Israel. Nhóm này tuyên bố rằng vụ tấn công trên được thực hiện nhằm thể hiện tình đoàn kết với nhân dân Palestine và Liban, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu của Israel. Tuy nhiên, nhóm này không cung cấp thêm thông tin chi tiết về những khu vực bị ảnh hưởng do các cuộc tấn công của họ cũng như con số thương vong. Trong khi đó, người phát ngôn của quân đội Israel Daniel Hagari cho biết, còi báo động đã được kích hoạt ở Eilat sau khi phát hiện có sự xâm nhập của hai thiết bị bay không người lái. Một tàu của Hải quân Israel đã đánh chặn một thiết bị bay không người lái nêu trên, trong khi chiếc còn lại đã rơi xuống khu vực cảng Eilat. Theo thống kê sơ bộ, có hai người bị thương nhẹ trong vụ việc này.
Trước đó cũng trong ngày 25 tháng 9, nhóm trên tuyên bố đã thực hiện nhiều vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Israel. Kể từ khi bùng phát xung đột ở Gaza vào hồi tháng 10 năm ngoái, lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Israel và Mỹ ở trong khu vực. Động thái được cho là nhằm thể hiện sự ủng hộ người Palestine ở Gaza. Trong diễn biến khác liên quan đến tình hình xung đột ở Trung Đông, ngày 25 tháng 9, Pháp và Mỹ đã đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài 21 ngày tại Liban sau nhiều ngày Israel tấn công lực lượng Hezbollah. Ngay sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tại Liên Hợp Quốc, Paris đã công bố đề xuất này tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot cho biết Pháp và Mỹ đang đề xuất lệnh ngừng bắn tạm thời trong 21 ngày để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán. Ông nhấn mạnh, điều cấp bách là tất cả các bên liên quan phải kiên quyết tham gia vào con đường giảm leo thang. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Liban, đồng thời cảnh báo địa ngục đang mở ra. Phát biểu khai mạc phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Guterres bày tỏ lo ngại về sự leo thang xung đột tại Liban sau các cuộc không kích của Israel làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng ở Trung Đông. Tổng thư ký kêu gọi tăng cường các nỗ lực ngoại giao để đạt ngừng bắn tạm thời. Về phần mình, Israel cho biết họ hoan nghênh hoạt động ngoại giao trong vấn đề Liban nhưng tuyên bố sẽ theo đuổi mục tiêu làm suy yếu Hezbollah. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran cảnh báo rằng khu vực đang bên bờ vực của một thảm họa toàn diện. Nếu không được kiểm soát, thế giới sẽ phải đối mặt với hậu quả thảm khốc. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hakan Fidan, tái khẳng định lập trường của Ankara ủng hộ Liban. Trong cuộc gặp của người đồng cấp Liban, ông Abdallah Bouhabib bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Fidan tuyên bố các cuộc tấn công của Israel vào Liban là không thể chấp nhận được và kéo khu vực vào vòng hỗn loạn. Theo CNN, Israel chặn tên lửa do Hezbollah bắn vào gần Tel Aviv vào ngày 25 tháng 9, một cuộc tấn công chưa từng thấy của nhóm vươn sâu vào các trung tâm thương mại của Israel và đánh dấu một bước gia tăng mới trong cuộc xung đột giữa hai bên. Người dân ở Tel Aviv và thành phố miền trung Netanya thức dậy vì tiếng còi báo động khi Israel thông báo hệ thống phòng không của nước này đã chặn một tên lửa đất đối đất. Đây là lần đầu tiên một tên lửa do Hezbollah bắn bay gần thành phố, quân đội Israel thông tin. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại hoặc thương vong trong cuộc tấn công mới nhất của Hezbollah. Nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn xác nhận đã phóng tên lửa đạn đạo Kedowan nhắm vào trụ sở của cơ quan tình báo Mossad của Israel. Mossad bị cáo buộc gây ra các cuộc tấn công nhằm vào các thành viên của Hezbollah, trong đó có vụ nổ, phối hợp hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm vào tuần trước. Đây được cho là tên lửa đạn đạo đầu tiên mà Hezbollah phóng về phía Israel và được bắn để ủng hộ cho những người Palestine kiên cường ở Gaza, cũng như bảo vệ Liban và người dân của đất nước. Hezbollah cho biết, theo quân đội Israel, tên lửa đã bị chặn gần Tel Aviv, thành phố có hơn 4 triệu người trên bờ biển Địa Trung Hải. Lực lượng không quân Israel đã đáp trả bằng cách tấn công bệ phóng của tên lửa này ở khu vực Nafakiye ở miền nam Liban. Người phát ngôn quân đội Israel Nadav Sosani mô tả tên lửa của Hezbollah bắn gần Tel Aviv là nặng và tầm xa. Đây là lần đầu tiên Hezbollah bắn về phía Tel Aviv. Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã nhiều lần nhấn mạnh bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào thủ đô Liban cũng sẽ dẫn đến một cuộc tấn công vào trung tâm kinh tế của Israel. Quân đội Israel cho biết đã tấn công hơn 280 mục tiêu của Hezbollah ở Liban trong ngày 25 tháng 9. Kể từ khi xung đột giữa Israel và nhóm Hamas nổ ra vào tháng 10 năm 2023 ở dải Gaza, Hezbollah đã bắn hàng trăm quả tên lửa và máy bay không người lái từ Liban vào miền bắc Israel. Khoảng 60.000 người đã sơ tán khỏi khu vực phía bắc Israel do giao tranh xuyên biên giới. Israel khẳng định giao tranh sẽ tiếp tục cho đến khi những cư dân này được trở về nhà an toàn. Vụ đánh chặn tên lửa Hezbollah gần Tel Aviv diễn ra vài ngày sau các cuộc không kích của Israel nhằm vào Hezbollah khiến hơn 500 người trên khắp Liban thiệt mạng. Trong một diễn biến liên quan, theo các nguồn tin quân sự Liban, tối ngày 25 tháng 9, các máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện khoảng 70 cuộc không kích vào các khu vực Banbek, Hermel và Tay Beka ở miền đông Liban. Bên cạnh đó, khoảng 50 cuộc không kích cũng đã được ghi nhận ở làng Akul, các thị trấn Marjeon, Bin Jain và Jenni và các thành phố Sidon, Tyre và Nabatieye ở miền nam Liban. Theo nhiều nguồn tin, đợt không kích này nhắm vào các địa điểm của Hezbollah, một trung tâm sơ tán và hàng chục ngôi nhà dân sự, phá hủy hơn 60 ngôi nhà và gây thiệt hại lớn cho mạng lưới điện. AFP dẫn thông báo của quân đội Israel cho biết họ đã tấn công tổng cộng hơn 2.000 mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở Liban trong 3 ngày qua, trong đó riêng ngày 25 tháng 9 là hàng trăm mục tiêu. Đáp lại, Hezbollah tuyên bố tối ngày 25 tháng 9, phong trào này đã nhắm trúng mục tiêu vào doanh trại Granit bằng đạn pháo hạng nặng.
đồng thời khẳng định tấn công và phá hủy thiết bị do thám tại Yamja ở miền bắc Israel. Trong thông báo cập nhật mới nhất, Bộ Y tế Liban cho biết các cuộc không kích của Israel trong ngày 25 tháng 9 đã khiến 72 người thiệt mạng và gần 400 người khác bị thương. Trong số những nạn nhân thiệt mạng, có 38 người ở Nam Liban, 12 người ở vùng Beka phía đông và 22 người tại ba thị trấn ở gần thủ đô Beirut. Trước đó, trong ngày 23 và ngày 24 tháng 9, Israel đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô chưa từng có vào Liban kể từ năm 2006, khiến hơn 550 người thiệt mạng và hơn 1.800 người bị thương trên khắp quốc gia Trung Đông này. Thưa quý vị, bất chấp hàng loạt kêu gọi và cảnh báo của cộng đồng quốc tế, trong đó có nhiều đồng minh thân thiết, quân đội Israel ngày 24 tháng 9 tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch không kích mũi tên phương Bắc nhằm vào Liban. Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF khẳng định, lực lượng này sẽ tấn công không ngừng nghỉ nhằm bóp nghẹt nhóm vũ trang đối địch Hezbollah. Trong thông báo chiều ngày 24 tháng 9 theo giờ địa phương, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, không quân nước này đã tiến hành tổng cộng 4 đợt không kích vào Liban trong ngày 24 tháng 9, phá hủy thêm nhiều mục tiêu của phong trào Hezbollah ở cả khu vực thung lũng Beka, phía nam Liban và ngoại ô thủ đô Beirut. Cuộc không kích mới nhất đánh phá một cứ điểm của Hezbollah ở khu vực Dahiye, ngoại ô phía nam Beirut. Tính chung cả ngày 23 tháng 9, không quân Israel đã thực hiện tổng cộng 8 đợt không kích với sự tham gia của hàng chục lượt máy bay chiến đấu và máy bay không người lái. Trong đó, riêng các chiến đấu cơ bắn khoảng 2.000 quả tên lửa và đạn pháo, đánh phá 1.500 mục tiêu Hezbollah. Trong một tuyên bố trưa ngày 24 tháng 9, sau cuộc thảo luận đánh giá tình hình với các tướng lĩnh quân đội, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, Trung tướng Heji Halevi khẳng định, IDF sẽ đẩy mạnh các cuộc không kích liên tục vào Liban, không cho Hezbollah thời gian ngơi nghỉ. Trong khi đó, tại Liban, Bộ Y tế nước này đã công bố số liệu mới về thương vong do các cuộc không kích trong chiến dịch mũi tên phương Bắc của Israel gây ra trong 2 ngày qua. Theo đó, trong ngày 24 tháng 9, ghi nhận thêm 66 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương, nâng tổng số thương vong trong 2 ngày 23 và 24 tháng 9 lên 558 người thiệt mạng và 1.835 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng có 50 trẻ em và 9 tướng phụ nữ. Cũng trong ngày 24 tháng 9, có thêm nhiều hãng hàng không khu vực và quốc tế thông báo kéo dài lệnh cấm bay đến cả Beirut và Tel Aviv thêm ít nhất 48 giờ. Cường độ xung đột giữa Israel và Hezbollah trong những ngày qua đã làm dấy lên lo ngại xung đột sẽ lan rộng khắp khu vực. Ngày 22 tháng 9, Phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem tuyên bố phong trào này đang ở một chương mới trong cuộc chiến không có giới hạn. Quan chức này tuyên bố Israel sẽ không đạt được mục tiêu và sự ủng hộ của Liban dành cho Gaza sẽ không thay đổi cho đến khi Israel chấm dứt chiến sự ở đây. Cuộc trả đũa của Hezbollah vào sáng sớm ngày 22 tháng 9 được xem là đợt tấn công mạnh mẽ nhất kể từ khi xung đột với Israel tại biên giới Israel-Liban bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái. Nhóm này cho biết họ nhắm vào căn cứ không quân Ramat David ở đông nam Haifa và địa điểm công nghiệp quân sự Rafael ở phía bắc Haifa. Quân đội Israel không trả lời câu hỏi về địa điểm này có bị ảnh hưởng hay không, nhưng các quan chức xác nhận có những vụ tấn công trực tiếp gần đó. Mặc dù thủ lĩnh Hezbollah từng tuyên bố không mong muốn một cuộc chiến tranh toàn diện, nhưng các chuyên gia cho rằng áp lực từ hàng loạt vụ nổ thiết bị không dây và việc Israel quyết định chuyển trọng tâm quân sự đến biên giới phía Bắc có thể sẽ buộc ông thay đổi quyết định. Trong khi đó, Tổng thống Israel Herzog trả lời Sky News vào cuối tuần trước rằng Israel tuyên bố Hezbollah phải chịu mọi trách nhiệm về sự gia tăng quân sự giữa hai quốc gia. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy Hezbollah sẽ giương cờ trắng. Vài giờ trước cuộc không kích của Israel hôm 21 tháng 9, Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã gọi các cuộc tấn công vào các thiết bị không dây là chưa từng có và đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng chiến tranh cũng như đấu quyền anh. Một ngày bạn thắng, một ngày khác bạn thua. Ngụ ý rằng Hezbollah sẽ tiếp tục đối đầu với Israel. Hồi tháng 8 vừa qua, Iran đã tuyên bố sẽ trả đũa Israel sau vụ ám sát hai lãnh đạo chính trị Israel là Ismail Haniyeh tại Tehran và chỉ huy Hezbollah thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel tại Beirut. Trong nhiều tháng, cộng đồng quốc tế đã nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa Israel và Hezbollah nhằm ngăn hai bên tiến gần đến một cuộc xung đột tổng lực. Bốn mươi tám giờ qua đã chứng kiến cuộc đấu súng dữ dội nhất giữa Israel và Hezbollah trong gần một năm giao tranh trở lại đây. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng xung đột sẽ lan rộng ra toàn khu vực, kéo theo sự tham gia của nhiều hơn hai bên, bao gồm cả Mỹ và Iran. Trong ngày 21 tháng 9, Israel đã tiến hành gần 300 cuộc không kích nhắm vào Hezbollah nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công được lên kế hoạch từ trước. Ngay lập tức, căn cứ không quân Ramat David nằm ở phía đông của Haifa, Israel, cũng đã hứng chịu đòn đáp trả hỏa lực của hàng chục tên lửa Fadi 1 và Fadi 2, những loại vũ khí mới mà Hezbollah chưa từng sử dụng trước đây.
các vụ nổ thiết bị liên lạc không dây tại Liban trước đó cũng khiến Hezbollah choáng váng. Theo thống kê, ít nhất 80 người đã thiệt mạng trong các vụ nổ này kể từ ngày 17 tháng 9. Các nguồn an ninh Liban cho biết, những đòn tấn công liên tiếp trong tuần đang gieo rắc sự hoảng loạn bên trong nội bộ Hezbollah. Tại cuộc họp báo hôm 21 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bassam Mawali tuyên bố sẽ tăng cường giám sát người nước ngoài, khách sạn và trại tị nạn của người Syria nhằm bảo vệ an ninh cho Liban. Trong khi có một số ý kiến cho rằng các cuộc tấn công của Israel xuất hiện một cách đầy bất ngờ, các chuyên gia khác lại nhận định mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chuẩn tướng Israel đã nghỉ hưu Amir Avivi, người đứng đầu Diễn đàn Quốc phòng và An ninh Israel nhận định không ai sẽ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy nếu không có sự chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Một nguồn tin chuyên về an ninh quân sự khác của Israel cũng cho biết, theo Aviv nhận định rằng Hezbollah đã phát hiện ra sự thật ẩn giấu sau những chiếc máy nhắn tin và lựa chọn thời điểm này để thực hiện một vụ nổ lớn, xé toạc Hezbollah từ bên trong. Bên cạnh đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng có thể muốn củng cố sự ủng hộ trong nước. Các quan chức Israel và cư dân sinh sống tại khu vực phía Bắc đang mạnh mẽ yêu cầu được trở về nhà sau khi buộc phải sơ tán vì các cuộc đụng độ quân sự gây áp lực lớn lên chính phủ Tel Aviv. Chính phủ Israel đã điều động lực lượng chiến đấu hùng mạnh đến biên giới phía Bắc và nội các an ninh của nước này đã đặt ra mục tiêu chính thức, đó là đưa hàng chục nghìn cư dân Israel phải sơ tán do chiến tranh trở về nhà của họ ở miền Bắc Israel. Hồi cuối tuần trước, ông Netanyahu một lần nữa khẳng định lại mục tiêu này, đồng thời tuyên bố sẽ khôi phục an ninh tại biên giới phía Bắc. Trong vài ngày qua, chúng ta đã tấn công Hezbollah bằng một loạt đòn tấn công mà họ không thể tưởng tượng được. Nếu Hezbollah chưa nhận được thông điệp, tôi hứa tới cùng họ sẽ nhận được. Chúng tôi quyết tâm đưa công dân của chúng tôi ở phía Bắc trở về nhà một cách an toàn, ông Netanyahu nói. Giao tranh giữa Israel và Hezbollah đã liên tục xảy ra kể từ ngày 8 tháng 10 năm ngoái, một ngày sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel. Tuyên bố sát cánh cùng Hamas ở mặt trận Gaza, Hezbollah hy vọng áp lực từ một mặt trận khác bên rìa biên giới Liban, Israel sẽ giúp cho Hamas có thêm lợi thế trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, hy vọng đạt được một lệnh ngừng bắn và thỏa thuận trao trả con tin ngày càng trở nên ngoài tầm với. Cường độ xung đột giữa Israel và Hezbollah trong những ngày qua đã làm dấy lên lo ngại xung đột sẽ lan rộng khắp khu vực, thậm chí kéo theo Mỹ, đồng minh chính của Israel và Iran, quốc gia hậu thuẫn cho Hezbollah vào cuộc. Ngày 24 tháng 9, hai nguồn tin an ninh ở Liban cho biết, thủ lĩnh Ibrahim Kubaisi của lực lượng Hezbollah đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Israel. Ông Kubaisi là thành viên cốt cán trong đơn vị tên lửa của Hezbollah. Israel đã tấn công khu vực do Hezbollah kiểm soát tại thủ đô Beirut của Liban trong ngày thứ hai liên tiếp, sau gần 12 tháng giao tranh với lực lượng Hamas ở dải Gaza, biên giới phía Nam. Israel đang hướng tập trung sang biên giới phía Bắc. Theo Bộ Y tế Liban, các cuộc không kích của Israel ngày 23 tháng 9 đã làm ít nhất 558 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em và 94 phụ nữ, trong khi số người bị thương lên tới 1.835 người. Đây là cuộc không kích thương vong nhiều nhất trong gần 2 thập kỷ. Trong một diễn biến cùng ngày khác, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã cảnh báo các nhà lãnh đạo thế giới rằng Liban đang ở bên bờ vực thảm. Phát biểu tại Đại hội đồng tại Mỹ, ông Guterres đã nhấn mạnh, tất cả chúng ta nên cảnh giác trước sự leo thang này, Liban đang ở bờ vực. Đồng thời ông cảnh báo về nguy cơ Liban biến thành một Gaza khác. Tại cuộc họp, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu-EU về chính sách đối ngoại và an ninh, ông Joseph Borrell đã cảnh báo, chúng ta gần như trong một cuộc xung đột toàn diện. Ngày 24 tháng 9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bộ trưởng Vương Nghị đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Liban và lên án tất cả các cuộc tấn công gây tổn hại cho dân thường. Trong một cuộc gặp người đồng cấp Liban, Adala Bouhabib tại New York, bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Vương Nghị cho biết Bắc Kinh rất chú ý đến các diễn biến trong khu vực, đặc biệt là loạt vụ nổ các thiết bị liên lạc gần đây ở Liban, kiên quyết phản đối cuộc tấn công bừa bãi nhằm vào dân thường. Tuần trước, một loạt vụ nổ thiết bị liên lạc đã xảy ra trên khắp Liban, khiến 39 người thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết đã nắm được thông tin về các cuộc không kích và nêu rõ Trung Quốc lên án mạnh mẽ mọi hành vi vi phạm các chuẩn mực cơ bản chi phối quan hệ quốc tế. Ông nhấn mạnh việc sử dụng bạo lực sẽ không giải quyết được các vấn đề ở Trung Đông mà chỉ dẫn đến một thảm họa nhân đạo thậm chí còn lớn hơn. Cũng liên quan đến căng thẳng ở Trung Đông, bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York,
Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa đã thảo luận với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi về tình hình căng thẳng ở Trung Đông. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, hai ngoại trưởng đã trao đổi về quan điểm tình hình ở Trung Đông. Trong đó, Ngoại trưởng Kamikawa đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh các cuộc tấn công lẫn nhau và vòng xoáy bạo lực, đồng thời thúc giục Iran tìm cách kiềm chế tối đa các bên mà nước này có ảnh hưởng. Xung đột Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban đã leo thang kể từ khi cuộc xung đột kéo dài ở trên dải Gaza bùng phát một năm trước. Gần đây, Israel đã tăng cường công kích vào các vị trí của Hezbollah ở Liban. Theo Liên Hợp Quốc, hàng chục nghìn người đã phải sơ tán kể từ ngày 23 tháng 9, khi Israel tăng cường các cuộc không kích vào lãnh thổ nước này. Đại sứ Nga tại Liban Alexander Rudakov đã cảnh báo nguy cơ nổ ra xung đột toàn diện giữa Israel và Liban là rất cao vào thời điểm hiện tại và tình hình có thể leo thang thành xung đột khu vực. Theo quan điểm này, nếu xung đột ở Liban thực sự nổ ra thì rất có khả năng sẽ leo thang thành xung đột khu vực khi các bên liên quan kích hoạt cơ chế hỗ trợ lẫn nhau. Điều này sẽ dẫn đến mức độ thù địch lớn hơn và hậu quả sâu rộng hơn.